chấp 161 tinh giáp hồn tướng. Sa Điêu Thành con đường kết nối khu vực Tây Thành và Trung Thành. Đây là cái gì? Lẽ nào là đan dược? Xuyệt. Xin lỗi, ta có hơi thất lễ. Xin hỏi, đây thực sự là đan dược sao? Chào tộc người nhé, món đồ này của ngươi thơm quá. Phi Nhi muốn nếm thử một miếng, có được không? Ta cũng muốn nếm thử, ta cũng muốn đó. À thì, đây là đan dược tam tinh hồi xuân đan. Chỉ là đan dược cấp thấp dùng để chữa trị vết thương mà thôi, ăn đi. Tam tinh đan dược. Báu vật quý trọng như vậy, xin lỗi, lượng thứ cho ta không thể nhận được. Hửm. Ta thực sự nghe có hơi chán những lời nói nhảm nhí này rồi, ngoan ngoãn nuốt nó xuống đi. Ngưỡng mộ ghê đó, ta cũng muốn, đáng tiếc quá đi. Đây là... Vị thần yêu tộc vĩ đại ơi, đây rốt cuộc là cảm giác kỳ diệu gì vậy? Giống như xuất hiện một lục châu chỉ dành cho ta trong sa mạc mênh mông vô tận này. Nhưng mà vết thương ở trên cơ thể của ta đã lành hẳn rồi, thậm chí linh hồn cũng được gột rửa. Vị thần yêu tộc vĩ đại ơi, xin hãy để ta ca ngợi ngài, ca ngợi đan dược thần kỳ này, ca ngợi tộc người kỳ lạ này. À, vết thương ở trên người của Đề Mão tỷ tỷ, không ngờ lại bị biến mất rồi. Hơn nữa, da rẻ của Đề Mão tỷ tỷ hình như cũng trở nên bóng loáng hơn. Wow, Đề Mão tỷ tỷ thơm quá, Phi Nhi muốn nếm thử một miếng, có được không? Đan dược của tộc người, không ngờ thực sự lại thần kỳ đến thế. Vậy thì nói không chừng, có lẽ tộc trưởng đại nhân vẫn được cứu. Con gái của liệt phong tộc chiến sĩ Viêm Hoa, đại liệt cốc bộ lạc liên minh, Đề Mão đa tạ các hạ đã ban tặng đan dược. Ta mới nãy có hơi đường đột và đã xúc phạm đến ngài, Đề Mão lấy danh dự của liệt phong tộc chiến sĩ, giết chết 3 kẻ địch giúp cho các hạ, dùng đầu của bọn chúng để đổi lấy sự tha thứ của các hạ. Được rồi, không cần lấy đầu gì đó đâu, ta chỉ là không hy vọng người bị thương trở thành gánh nặng của đội. Chăm sóc vị thần ngủ ở phía sau lưng ngươi giúp ta, cứ coi như là đền bù cho viên hồi xuân đan đó. Trực tiếp dùng hành động thực tế để đổi lấy sự tha thứ sao? Phong tục của những yêu thú này trái lại cũng thành thật chất phác quá rồi đấy. Vâng, Đề Mão nhất định sẽ không phụ lòng của ngài. Đúng rồi, các hạ có biết thân phận của vị đại nhân này không? Ồ, cô biết sao? Ta không biết, nhưng Đề Mão có thể cảm nhận được huyết mạch áp chế, có vẻ thân phận của vị đại nhân này khá cao quý. Trực giác của yêu thú trái lại cũng rất nhạy bén, không ngờ có thể phát hiện được điểm khác biệt của tên này. Tôn thượng, có thể hành động rồi. Hành động thôi, mọi người theo sát ta, đừng có bỏ lại phía sau đội. Đường hầm đi đến khu vực trung thành. Lối ra vào đường hầm của khu vực trung thành. An toàn, ra ngoài đi. Tôn thượng, bây giờ chúng ta đã đến khu vực trung thành, tiếp theo sau chúng ta nên làm sao đây? Cứ làm theo kế hoạch ban đầu đã quyết định, chúng ta đi vào khu vực trung thành, đi xuyên qua chợ nô lệ và ra khỏi thành từ cổng phía đông, bây giờ có hai lựa chọn. Một là đội chúng ta chia thành 3 con đường, 3 tiểu đội này sẽ trà trộn vào đám người, đi theo dòng người và tìm cơ hội ra khỏi thành từ cổng phía đông. Hai là chúng ta sử dụng phương án chủ động thu hút kẻ địch. Nếu chọn phương án đầu tiên thì phải cược một ván, may mắn thì có thể trực tiếp trốn ra khỏi thành, còn nếu xui thì có thể sẽ bị kẻ địch đánh đến không trở tay kịp, tệ hơn là sẽ xuất hiện thương vong. Cho nên cá nhân ta thích sử dụng phương án thứ hai hơn, chủ động thu hút kẻ địch, nắm giữ tiết tấu lớn nhất của chiến trường ở trong tay của chúng ta. Nhưng hình như chỉ có nhân vật phản diện mới dùng kế hoạch chiến đấu gì đó chứ. Ta thấy nhân vật chính bình thường đều sẽ trực tiếp thô bạo là được rồi. Ngươi hiểu cái giám đấy. Ta thấy những cuốn truyện mà tộc người hay đọc đều viết như vậy mà. Câm cái miệng của ngươi lại đi. Tôn thượng, ta bằng lòng làm con mồi, nhưng vẫn cần tôn thượng dặn dò. Phương án chủ động thu hút kẻ địch đúng thật là cần ngươi làm con mồi trước. Lát nữa ngươi sẽ rời khỏi đội và tiến đến nơi giao lộ của khu vực trung thành và nội thành. Đợi đến lúc đội tiếp cận được cửa phía đông thì sử dụng tinh hồn tướng để quấy nhiễu và thu hút sự chú ý của kẻ địch. Lam Lý nhà ngươi sẽ phụ trách dẫn những yêu thú này nhân lúc đó rời đi. Lam Lý, sau khi ngươi dẫn bọn họ rời khỏi cửa phía đông rồi thì di chuyển đến vị trí này, không thành vấn đề chứ? Chắc là được, nhưng tôn thượng thì sao? Ta sẽ ở lại hỗ trợ, nếu kẻ địch ở bên phía Lam Côn quá mạnh thì ta sẽ sử dụng phương án dự phòng số 3. Ta sẽ cùng Lam Côn thu hút kẻ địch tại vị trí này, thả con diều của bọn chúng. Thả con diều là cái gì? Được rồi, đừng hỏi nhiều nữa, cứ làm theo mệnh lệnh của tôn thượng đi. Vâng, Lam Lý nghe lệnh. Được, bắt đầu hành động đi. Sa Điêu Thành khu vực chợ nô lệ.
Hề, Tôn Thượng, sao vậy? Không sao, ta đã mượn được một vài món đồ ở gần đây rồi. Mọi người dùng những món đồ này để che giấu đặc tính của yêu tộc. Lát nữa ta sẽ giải trừ hiệu quả che giấu này, mọi người không cần hoảng loạn, mọi người chia ra và trà trộn vào dòng người, đi theo dòng người đến cổng phía đông. Vâng. À thì, bọn ta. Thể hình này, muốn che giấu đặc tính của yêu tộc thì đúng thật là có hơi làm khó bọn họ. Thôi bỏ đi, mọi người đi theo ta. Con đường đi đến cổng phía đông. Chỉ còn lại chúng ta thôi, chúng ta mau chóng đi theo đi. Bạn nhỏ, những người đi đường này không có nhìn thấy chúng ta, cho nên mọi người nhất định phải chú ý và chủ động né tránh. Nếu không, lỡ như phát sinh va chạm thì sẽ bị người khác phát hiện. Vâng. Thái độ của tên này dành cho bọn mình, có vẻ không giống với những tộc người khác. Sao vậy? Không có gì, Sa Điêu thành cổng phía đông. Ngươi có thể ra ngoài rồi, người tiếp theo, đến đây giao nộp chi phí vào thành đã, mỗi người là 200 tệ. Bên phía của bọn ta ổn thỏa rồi, bắt đầu đi. Tinh hồn tướng của ngươi, Ngao Bính Thủ Tú. Nhận được. Tinh hồn. Cấu thành. Tinh hồn tướng Ngao Bính. Tinh hồn tướng Ngao Bính, ha ha ha. Hãy để chúng ta quậy phá một phen thật ầm ĩ tại nơi này đi. Ra đây đi, Hàn Sát Long. Có chuyện gì vậy? Động tĩnh phát ra từ khu vực nội thành. Không hay rồi, có kẻ địch tập kích. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí. Edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo truyện ra sớm nhất.